Và ngay bây giờ thì mình đã có thể bắt đầu câu chuyện của mình được chưa chàng trai? Dạ, được ạ. Mình sẽ muốn bắt đầu câu chuyện trong cái ánh sáng ở cường độ như thế này, hay là em sẽ muốn bật đèn sáng hơn? Hôm qua khi mà em nhận được là em sẽ lên ghi hình chương trình thì em định là sẽ bật đèn sáng lên. Bật sáng lên luôn? Dạ đúng rồi. Ừ. Nhưng mà sau khi một đêm suy nghĩ thì em không có quyết định nữa, em bỏ luôn. Vì sao? Sau một đêm suy nghĩ thì mình cảm thấy là thôi bây giờ mình sẽ chấp nhận một cái bóng tối nó ổn hơn là cái việc là bật sáng đèn. Em nghĩ là không nên lộ diện nó sẽ tốt hơn. Rồi, đó là suy nghĩ của em hiện tại. Dạ. Chị hy vọng rằng là sau khi mà chúng ta nói chuyện được với nhau, chúng ta được bày tỏ, thì em lại quay trở về cái điểm suy nghĩ của tối hôm qua trước khi em đi ngủ. Vậy thì thôi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào câu chuyện. Em muốn bắt đầu câu chuyện này ở cái đoạn nào trên cái hành trình tình yêu đó? Em sẽ kể về tình đầu hay là một mối tình không phải là tình đầu nhưng nó lại rất là đặc biệt? Một mối tình 18 tuổi của em. 18 tuổi mà đầu chưa? Đầu lần thứ hai mấy á. Đầu lần thứ hai mấy rồi. Vậy thì bây giờ mình sẽ quay trở lại lần dở những cái trang ký ức của mình trong cái chuyện tình 18 tuổi đó. Em với cô ấy đã gặp gỡ nhau như thế nào trong cuộc đời? Lần gặp gỡ đầu tiên thì lúc đó là em mới lên đại học. Em có đi kiếm một công việc làm thêm. Thì em lựa chọn công việc đó là làm nhân viên trong một cửa hàng thức ăn nhanh. Thì em gặp được một bạn đó. Thực sự ra lúc đầu ra hai đứa nhìn thấy nhau thì hai đứa rất là ghét nhau. Tại vì hai đứa trái ngược hoàn toàn, em cao, bạn ấy thấp. Em gầy thì bạn ấy thì hơi đầy đặn một xíu. Nhưng mà một khoảng thời gian sau, tầm cũng nhanh lắm, chỉ một tuần sau thì cảm thấy là hai đứa có một cái điểm chung nhất định về cái suy nghĩ. Thế nên là hai đứa cũng quyết định là tìm hiểu thử. Trong một cái tuần đấy mình gặp nhau thì bạn ấy ở trong vai trò là đồng nghiệp của mình ở cái nơi mà mình làm thêm. Dạ đúng rồi. Tức là trong một tuần đó nó cũng phải có một cái sự kiện để từ cái chỗ là nhìn là không có ưa rồi đó, kêu gọi cái con người gì mà không có giống mình gì hết. Thế thì cái mấu chốt của cái sự kiện nào mà em cảm thấy là không, mình có lẽ là mình phải thay đổi trong cái sự kết nối của mình với cái cô này rồi? Đó là cái lần mà em và bạn đó hỗ trợ em support bạn đó làm công việc của bạn. Em thấy là trong cái quá trình làm việc, khi mà làm việc chung thì mình cũng có trao đổi qua, và lúc đó em cảm thấy là tại sao cái người này nó có cái gọi là suy nghĩ làm việc giống như mình vậy. Thì em cảm thấy là em tìm được một cái bản sao của em. Nhiều khi chúng ta nhìn mặt chúng ta bắt hình dung cái ghét của nào trời trao của đó. Thế thì khi mà các bạn bắt đầu kết nối với nhau thêm một kiểu khác đi, ngay tại cái thời điểm đó em nghĩ rằng là cái cảm mến mà mình dành cho cô này là cái cảm mến của một cái đôi lứa yêu nhau rồi, hay là lúc đó nó vẫn chưa đâu, nó vẫn chỉ là cái chuyện là thay đổi góc nhìn về nhau thôi? Chỉ là thay đổi góc nhìn về nhau thôi. Vậy thì đến cái điểm nào được coi là chốt đơn để mình tự tin, mình mạnh dạn, mình đặt tên đây là một chuyện tình? Một tháng sau đó, khi mà đó là sau lần hẹn hò đầu tiên, đi coi phim ăn uống xong là sau ngày hôm đó là tụi em chính thức là tìm hiểu nhau sâu hơn. Không có ai ngỏ lời hết, không ai nói là mình yêu nhau, mình quen nhau đi, không ai nói hết. Đó là một cuộc tình không có tuyên ngôn về lời cậu, dạ, gọi là tỏ tình. Dạ đúng rồi. Vậy thì cái chất liệu nào trong một tháng gắn kết đó để em cảm thấy rằng là cái mối quan hệ này nè nó khác với những cái mối quan hệ trước đây? Thứ nhất là hồi trước khi mà còn đi học em vẫn có gia đình ở dưới đó, cho nên là cái việc tình cảm có hay không đối với em nó bình thường lắm. Tại vì mình có gia đình mà, mình không có quan tâm nhiều với cái tình cảm. Người ta thích mình thì mình thích lại hết rồi thôi. Nhưng mà khi lên Sài Gòn rồi một mình một cõi ở trên đây trải nghiệm các thứ thì mình cảm thấy là có một người đồng hành chung với mình trên cái con đường một mình đi thế này, cảm thấy là em vui. Đó là cảm nhận của em. Còn cái phản hồi của bạn bên kia thì tại thời điểm đó bạn đó có chia sẻ với mình về cái cảm giác của bạn đó khi mà bạn đó bước vào cái mối quan hệ với mình không? Bạn đó khác với em là bạn đó là người Sài Gòn. Em cảm thấy là người Sài Gòn thì khác với lại em, tại vì em đây là em tự lập kinh sinh hết. Còn bạn ở trên Sài Gòn thì bạn có tất cả các hậu thuẫn đằng sau, support từ gia đình, người thân, các thứ ở trên này rất đầy đủ hết. Thì em thấy như là cái tình cảm của bạn nó giống như cái tình cảm của em hồi xưa em được lúc còn đi học ấy. Vậy có vẻ là em cảm thấy bạn ấy hơi gọi là cũng chưa có chắc chắn lắm. Dạ đúng rồi. Lúc đó em nhận ra điều đó hay là bây giờ nhìn lại em mới nhận ra? Lúc đó là em nhận ra rồi. Cảm giác của mình khi nhận ra điều đó là gì? Lo âu, hoài nghi hay như thế nào? Em cảm nhận ra cái điều đó em cảm thấy quyết liệt hơn chị. Muốn chinh phục chị. Càng khó là em càng muốn chinh phục. Ngay cả lúc mà đã quen nhau rồi, cái cảm giác chinh phục của em nó vẫn còn rất là mạnh. Cái đối phương của em á, cảm giống như là bị bắt thóp cái cách của em vậy á. Giống như là
đớp nhà để em đi theo, chứ không phải là nhà hoàn toàn hay là đớp hoàn toàn các thứ. Nghe hồi giống như là mình bị tráp quá vậy em. Nhưng mà nói chung thì các bạn cũng đủ những cái chất liệu để hấp dẫn nhau tại cái thời điểm đó. Đặt tên thì cũng không có đặt, nhưng mà em có còn nhớ cái hành động, cái bối cảnh nào để đến thời điểm này thì mình nhớ rằng chính nhờ cái bối cảnh đó, chính nhờ cái hành động đó mà mặc dù không có lên tiếng nhưng mình biết đây là người yêu của mình nè. Em và bạn nó hẹn hò ở một cái nơi nó hơi bị tối. Đúng rồi, thường yêu nhau ở đâu hẹn nơi sáng kiếm không? Một nơi rất là tối luôn, chỉ có hai đứa ngồi. Và cái đó, chỗ đó là cái nắp hầm Thủ Thiêm á chị. Thì hai đứa ngồi đó nhìn ngắm quận 1. Lần đó là nụ hôn đầu tiên. Cũng chia sẻ rất là nhiều thứ về định hướng sau này, rồi gu các thứ, thì cảm thấy là đây rồi. Mình cảm thấy là cái người hợp gu lúc đó thôi chị. Mình đây là người hợp gu của mình. Đúng rồi, tính ra cái cuộc tình này nó cũng gọi là sao ta, nó bài bản quá ha. Chuyện tình cứ thế mà trôi đi. Tụi em quen nhau cũng rất là lâu, hơn 3 năm. Hơn 3 năm, sóng gió bắt đầu từ khi nào trong cái khoảng thời gian 3 năm đó? Sóng gió bắt đầu khi mà có hai, nó có hai biến cố mà trong 3 năm đó em thấy là nó mạnh nhất. Thứ nhất là về người thứ ba đi. Tất nhiên cuộc tình nào cũng phải có người thứ ba. Cái người đó là người cũ của bạn đó. Thì trong cái quá trình mà quen nhau, hai đứa em, tất cả mọi thứ của em hay là tất cả mọi thứ của bạn đó, hai đứa đều biết hết. Cả bát Facebook, bát các thứ về mạng xã hội. Đó là một lần em vô tình em cầm điện thoại thôi. Em cầm điện thoại của bạn đó, em xem, em lục, em xem. Vô tình em thấy là một cái app đó tên là Tumblr. Nó cũng có một cái chế độ mà nhắn tin riêng. Thì cái app đó là cái app mà em không bao giờ em vô hết. Tại vì em không biết nó là cái gì hết. Em chỉ xài mỗi Facebook, Messenger, Instagram. Vô tình hôm đó em vô em coi thì em biết là bạn đã có nhắn tin qua lại, nhắn tin qua lại với người yêu cũ trong một khoảng thời gian cũng khá là lâu, gần một tháng. Nhưng mà cái chớ trêu là cái hoàn cảnh em biết cái việc đó là khi mà em dắt bạn đó xuống tàu qua nhà em chơi, thì cái lúc đó là em mới phát hiện ra ngày hôm đó luôn. Hai đứa đang ngồi trong nhà em, đọc được em hơi sốc. Em sốc nhưng mà em vẫn còn lý trí để em gồng mình lại được, tại vì có bố mẹ em ngồi đó mà. Em chở bạn nó ra quán cà phê và hai đứa có một cuộc nói chuyện gọi là nghiêm túc đàng hoàng nhất từ trước đến lúc đó. Là bao nhiêu lâu sau khi quen thì đến cái sự vụ đó? Lúc dạ, đó là quen được bao lâu? 3 tháng sau ạ. Có nghĩa là quen 3 tháng thì bắt gặp cái sự việc đó. Dạ. Và sự việc đó thì bạn đấy lại nhắn tin với người cũ là tầm 1 tháng. Dạ. Nội dung tin nhắn nó đại loại là anh là người em hiểu nhất. Anh đúng là người có thể là hiểu lại cái nội tâm của em, hiểu lại cái tinh thần của em mà không ai có thể làm được. Mà trong khi em là người yêu và mình đang hiện hữu ở đây, em đang ngồi đó luôn, em đang ngồi nhìn. Thì cái tin nhắn đó là tin nhắn cuối cùng mà em đọc được, đó là tin nhắn gần nhất mà em đọc được. Thì em có nói chuyện thẳng thắn với bạn luôn, thì bạn cũng kêu là do chính bản thân em. Em cũng chấp nhận thôi, em nghĩ đi nghĩ lại thì cũng đúng, không có lửa làm sao có khói. Bạn kêu là do em vô tâm, em không quan tâm, em cũng ok. Nhưng chị muốn hỏi một tí về cái thái độ của bạn gái em khi mà hai đứa nói với nhau về điều đó. Thái độ của bạn ấy khi mà bạn ấy nhận ra là em biết được rằng là hai người có nhắn tin với nhau, rồi bạn ấy vẫn còn nhắn qua nhắn lại với người cũ. Em cảm thấy mình không được tôn trọng, nhưng mà tại vì cái tình yêu trong người lớn quá, em có thể bỏ hết. Miễn là bạn hứa với em là cắt đứt liên lạc hoàn toàn đi, rồi hai đứa mình lại làm lại từ đầu và anh hứa là anh sẽ thay đổi. Giờ nhìn lại thấy mình mù quáng hả? Nghĩ lại thì mình cảm thấy hơi ngu. Thì mình có khắc phục được những cái vấn đề nằm trong cái tin nhắn đó không? Ví dụ mình hiểu cổ hơn, mình chia sẻ với cổ hơn và cổ hài lòng với cái độ gắn kết của hai đứa hơn. Dạ, có chị. Em đánh đổi rất là nhiều. Lúc đó là em còn đi học đi làm mà chị. Em đánh đổi luôn là em bỏ làm ở cái cửa hàng thức ăn nhanh đó. Không phải là bỏ học nữa mà là hạn chế bớt đi học cái gì. Gặp tôi là cấm thi rồi. Trời đúng ơi. Rồi chị, cấm thi mà. Đúng rồi đó. Nhưng vì sao cái việc chăm sóc một cuộc tình nó lại được đánh đổi bởi một cái sự từ bỏ? Em từ bỏ cái đó để em làm một cái, thực sự đó là cái đó là mục đích cá nhân của em thôi. Là em kinh doanh riêng, thì có bạn đó nữa thì hai đứa support nhau để kinh doanh. Em bỏ hết tất cả mọi thứ và em hạn chế bớt đi học đi để em kinh doanh riêng, và em dành nhiều thời gian cho bạn hơn để chăm sóc, gần gũi nhau nhiều hơn, để hiểu nhau hơn. Em nghĩ là lúc trước đó là em mãi là em đi làm và em dành thời gian nhiều cho bạn bè, gia đình các thứ hơn là người yêu. Cái việc em từ bỏ công việc của em từ bỏ một cái con đường học tập để có một tương lai tốt hơn sau này, vững chắc hơn sau này, và quay trở lại gắn kết nhiều với bạn gái mình hơn, thì cổ có vui vì điều đó không? Thời gian gần thì vui, nhưng mà càng về sau thì
nó lại càng lại trở về cái khúc ban đầu ấy chị. Lúc mà mình quyết tâm là mình sẽ thay đổi thì mình rất là mãnh liệt, mình dùng hết 100% công lực của mình để mình thay đổi, mình hoàn toàn thành một con người khác. Nhưng mà mình càng cố thì nó lại càng sai. Mình cứ theo cái đà vậy chị, mình cứ làm kinh doanh rồi mình đi với người yêu, mình chăm sóc cổ, bị cuốn theo cái dòng đó thì mình bị đi ra càng xa bờ thì sóng nó sẽ càng to hơn, thì em sẽ càng bị vùi xuống dưới mà em không nhận ra. Thực ra không phải là em xa bờ, mà ngay từ khi em bắt đầu cái chuyến hải trình đó, em đã đi trên một lộ trình không được ổn lắm đâu. Bình tâm và suy nghĩ lại cái khoảng thời gian đó thì em tự vả mặt nó Linh, mình ngu thế, mình ngu thế. Nhưng mà em thấy nó là một cái trải nghiệm. Đúng, ai nên cô mà không dạy đôi lần. Trong một cuộc tình á, dù là tình nào cũng vậy, đã gọi là một mối quan hệ thì nó phải là sự nỗ lực của tất cả những bên có liên quan. Dạ đúng rồi. Vậy thì đó là cái sự nỗ lực của em, chuyện đúng sai lát nữa mình nói sau. Nhưng mà em đã cải tổ rất là nhiều thứ để em có thể giữ được cái cuộc tình theo như em thấy. Thế thì còn bạn gái em thì sao? Bạn ấy có những cái động thái nào để cùng với em hùn vốn bồi đắp cho cái cuộc tình này? Bạn nó một người đồng hành chung với em, tất cả những cái việc em làm thì sẽ có cái sự support của bạn đằng sau. Rõ ràng luôn. Nếu như mà công việc nó là 100% thì bạn nó sẽ support đến tầm đến 20-30%. Tất nhiên là khi mà em thay đổi như vậy thì bạn nó rất là vui và yêu em nhiều hơn. Nhưng mà cái chuyện đó lại tới nữa chị. Vẫn là cái app đó. Nhưng mà nó được giấu sâu ở trong thì không biết làm sao em tò mò thôi chị. Tại vì lúc mình kinh doanh là em hoạt động trên nền tảng Facebook với lại Instagram nhiều lắm. Check inbox của khách. Mà lúc đó điện thoại hết pin. Em lấy điện thoại của bạn, em check inbox của khách. Đột nhiên thấy một cái notification nó nhảy lên và cái notification đó được ẩn đi. Và em bấm một cái app đó. Và cái app đó được đặt bát. Em hỏi là tại vì sao cái app này đã kêu xóa đi để không còn liên lạc nữa, mà tại sao nó còn hiện diện đây và nó còn có password nữa. Em bấm thử password. Dính luôn chị. Dính luôn. Vậy thì cái pass nó là gì? Sinh nhật của bạn. Cái nội dung thì nó cũng không như lần trước, mà kiểu như là bạn bè thôi. Bạn người cũ của em á, thì là sợ cái tính của em là em hay ghen lắm, lúc đó em ghen lắm. Nói chung là khi mà nói chuyện yêu cũ thì ở mức độ bạn bè hay cái gì đó thì em không chấp nhận á. Đúng. Mình nói một chút về câu chuyện liên lạc với người cũ ha. Không phải ai liên lạc với người cũ, người ta cũng có những cái tâm cơ về cái câu chuyện là bỏ mặc cái mối quan hệ hiện tại. Nhưng chắc chắn một điều các bạn thân mến, khi chúng ta đang ở trong một mối quan hệ mà chúng ta vẫn còn liên lạc với người cũ, điều này nó phản ánh rất là rõ là bạn vẫn chưa toàn tâm toàn ý cho cái mối quan hệ hiện tại. Có thể là trong cái tin nhắn hoặc là trong cái việc mà mình liên lạc với người cũ, nó không có cái gì nhạy cảm hết á, nó không có yêu thương, nó không nhớ nhung. Nhưng nếu như mà mối quan hệ của hai đứa đang ổn, thực sự ổn và người ta hài lòng á, cái sức để người ta vun đắp cho cái mối quan hệ hiện tại nó còn không đủ nữa, thì lấy ở đâu ra mà phải nhớ đến cái người cũ? Thì điều đó nó phản ánh rằng là thực sự chúng ta cần phải cải tổ chỉnh sửa rất là nhiều cho cái mối quan hệ đang có. Đúng. Thế thì cuối cùng thì hai bạn lại đối thoại với nhau theo kiểu gì? Lúc đó em vẫn đang còn ghen lồng ghen lộn chị, em không có nghe gì hết á. Thì bạn ấy vẫn giải thích là không có gì hết, chỉ là nói chuyện thôi, bạn bè thôi. Em không nhớ rõ là câu chuyện đi xa tới đâu, nhưng mà cái kết cục của cái kết quả của cái câu chuyện đó là vẫn quay trở về cái lần trước. Là em không quan tâm, em không đủ quan tâm, em không đủ yêu, em không đủ thời gian các thứ, em không chăm sóc bạn ấy. Cái tự nhiên cái mình cảm thấy mình có lỗi nữa. Dạ em lại có lỗi tiếp. Trời ơi, cái này đúng là thao túng tâm lý nè, cái này mới là thao túng tâm lý. Dạ đúng rồi, thế là em lại cảm thấy mình bị vùi sâu vô gọi là cái tuyệt vọng gì. Đó là cái sóng gió mà đến từ nội bộ, đến từ bên trong. Thực ra người ta nói nội tình mà không có vấn đề thì nó không có chuyện ngoại tình. Yeah. Bạn gái em thì cũng phải là ngoại tình, nhưng mà rõ ràng là tất cả những gì diễn ra nó cho thấy một điều là cái nội tình của hai đứa nó không có ổn. Lỗi thuộc về ai thì đúng là chỉ có người trong cuộc mới biết thôi. Thế thì trong 3 năm đó, ngoài cái câu chuyện này ra, thì các bạn còn phải đối diện với những cái cơn gió ngược nào nữa? Đó là cái lần cuối cùng là dính tới người thứ ba. Và sau cái lần đó là hai đứa thay đổi hoàn toàn luôn. Gọi là hâm nóng tình yêu sau khoảng thời gian đó luôn. Hai tụi em yêu nhau rất là kiểu rất là sâu luôn á. Chỉ cần một bước nữa thôi sẽ là về chung một nhà vậy. Thì vấn đề tiếp theo là vấn đề về gia đình. Gia đình mà đó là người có đạo. Gia đình của em là gia đình theo Phật. Thế nên là mẹ em rất là cản em, không cho em quen đó. Cản đến nỗi mà nói hết dòng họ em, những ai mà liên quan tới em, giống như là anh họ của em nè, chị họ em gái ruột em, bạn bè em, thông báo hết. Nói hết, kêu là không được là không được. Nói hết, nói để cho những cái người đó nói lại với em, để em cảm thấy khó chịu quá, để em có thể để em suy nghĩ lại. Em hiện tại quê là mình ở Vĩnh Long, còn hiện tại là mình đang buôn bán ở Trà Vinh hả chị? Dạ đúng rồi, chợ Càng Long, Trà Vinh. Chợ Càng Long, Trà Vinh. Rồi, thì chị bán sỉ hay bán lẻ chị? Bán lẻ. Rồi điểm mạnh điểm yếu mình là gì? Mình đang ở Trà Vinh với ai?
ở với mẹ. Ừ. Rồi mình chủ động mình nói đi chị. À tụi em không có hỏi tiếp tiếp tục ha. Mình chị chia sẻ tự chủ động để giúp em ha. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì chị ơi? Điểm yếu là gì? Hơi bị run trước đám đông. Ừ, yếu là hơi bị run trước đám đông. Còn điểm mạnh? Điểm mạnh thì không biết điểm mạnh. Điểm mạnh thì ví dụ như ca hát, nhảy múa, có cái tài lẻ gì được không, hay là nấu ăn được không, hay là yêu trẻ con, yêu động vật, cái gì đó, những cái điểm mạnh, những cái thế mạnh của mình. À, nấu ăn thì biết nấu nhưng mà nêm nếm không được ngon, thích trẻ con. À, rồi hát hò gì được không chị? Dạ không. Trời ơi, gái miền Tây là phải biết hát chứ. Gái miền Tây thì cũng có nhiều người chứ, đâu phải nhà cũng biết hát. Rồi không hay biết hát thì lên trên chương trình thì làm gì tặng bạn nam trên sân khấu đây? Bạn nam hát tặng mình làm gì tặng bạn? Múa phụ quả. Múa phụ quả hả? Rồi ừ, do lên trên múa phụ quả luôn. Rồi tình trường của chị như thế nào rồi? À, tình trường là mình có gia đình nhưng mà thôi cách nay là 13 năm chưa có con. Thì cũng ba năm qua cũng không hay. Ừ. Hả? Rồi chị mà lý do vì sao mình đổ vỡ chị, mình ở bao nhiêu năm mà mình đổ vỡ cuộc hôn nhân này? Mới có 3 tháng rồi, tại vì vô làm mai á. Người không hiểu nhau á thì thôi. Rồi sau đó thì chị có tìm hiểu ai không? Thì cũng có tìm hiểu một hai người nhưng mà không đi tới đâu. Lý do gì mình sao mình tìm hiểu một hai người đó, thì mình tìm hiểu bao lâu mà không đi tới đâu vậy chị? Nếu như cũng vài tháng cũng như không hiểu thì không hợp nhau vậy á. Với thời gian cũng chắc thời gian công chuyện công việc á. Rồi thì em lên chương trình này em kiếm bạn nam là từ tuổi là từ 36 cho đến 45. 36 đến 45. Ví dụ như người ta cũng lỡ dở hôn nhân, ta đang nuôi con thì ok không? Dạ được chứ. Cái đó thì em cũng quan trọng. Chứ quan trọng hai người hợp nhau thôi. Rồi khi mà chương trình tìm được người cho chị thì chị có lên Sài Gòn để tham gia chương trình được không? Dạ được chứ. Rồi cái anh đó thì chị muốn là anh đó quê quán ở đâu? Ví dụ như anh đó anh đang ở trên Sài Gòn, chị có thể lên sinh sống với ảnh và buôn bán với ảnh được không? À, dạ được chứ. Dễ ta. Cái đó thì cũng dễ mà. Rồi về ngoại hình thì chị thích một bộ mẫu người đàn ông như thế nào? Nói chung là cũng không quyết định, nói chung là biết nấu ăn, trung thể thì trưởng thành á, dạng như trưởng thành thì giúp vợ con vậy đó. Nói chung phụ giúp vợ con. Ngoại hình thì nói chung là nói về nhan sắc á, thì nói nhìn thì cũng được, hoặc là không đẹp nhưng mà có gì thì cũng được. Rồi nhưng mà bây giờ nha, ngoại hình nhìn cũng được, nhìn cái gì cũng được, kể em nghe coi. Thì nha thì như mặt nhìn cũng được, chứ nó nhìn nếu mà không đẹp mà có duyên thì cũng được. Mình mô tả ngoại hình là cũng của em là gương mặt nha. Gương mặt đúng không? Ngoại hình mập mạp. Rồi, cao mắt 1m7 là được. Chị cao mét mấy mà chị đòi chị cao 1m7? 1m58. 1m58 thì ta 1m65 được rồi. Từ 36 đến 45 tuổi. Nắng này mới vui nè. Dạ. Cao được 1m7 đó, mày nói thật luôn á. Thì chỉ là vậy thôi, nhưng mà nếu mà gặp thì nếu mà thấy ưng ý là chiều cao nhan sắc là không quan trọng nữa. Rồi quê quán thì không trọng ở đâu luôn đúng không? Quê quán thì nếu mà ở trong miền Tây luôn được, mấy tỉnh miền Tây luôn được cũng được. Còn Sài Gòn đổ nhưng quê quán là từ Đà Lạt đổ vào á. Từ đâu?
Từ Đà Lạt trở vào. Đà Lạt trở vào. Ok. Từ Đà Lạt. Đà Lạt hay Đà Nẵng? Đà Lạt. Ừ rồi, Đà Lạt về miền Tây rồi. Còn cái gì nữa không? Chị cần nhu cầu gì nữa không? Dạ. Dạ thì chưa nghĩ ra. Chưa nghĩ ra nữa hả? Rồi, chị suy nghĩ đi ha. Rồi. Dạ rồi. Chị ha. Rồi, buổi casting ngày hôm nay đến đây kết thúc mà chị ha. Có gì thì chương trình sẽ liên hệ lại. Dạ. Giờ chị tắt cuộc gọi rồi. Rồi giúp em nha. Bấm nút đỏ. Rồi có hơi chị. Năm 1985, hiện tại thì em đang làm việc và sinh sống tại Hưng Yên ạ. Em ở ngoài Bắc và công việc của em là làm ngành spa. Ở Hưng Yên ạ. Ở Hưng Yên ở Hưng Yên mà bây giờ chương trình ghi hình ở Sài Gòn thì có bay vào để ghi hình được không? Ở trong Sài Gòn thì em có thể vào được ạ. Rồi. Chia sẻ về nhiều hôm về bản thân này, là điểm mạnh điểm yếu của mình là gì, mình có sở trường gì không? Em sở thích của em thì em rất là thích làm đẹp cho người khác ạ. Và điểm yếu của em thì em hay khóc. Hay không? Hay khóc qua hay khóc như thế nào? Nghĩa là kiểu em hay kiểu cứ có một cái chuyện gì đó mà nói chung là buồn một xíu là em cũng khóc, hay tủi thân ấy, hay khóc. Rồi. Chết. Đúng ạ. Lên sân khấu mà run cũng khóc. Là chết dở rồi này. Chắc là không đến nỗi như thế đâu ạ. Rồi, em rất là hòa đồng và sống cũng biết quan tâm đến người khác. 85 sinh năm 85 là mình đã từng kết hôn lần nào chưa nhỉ? Em thì cũng đã từng nhờ em cũng kết hôn một lần rồi ạ, và hiện tại thì em đang ly hôn được 5 năm rồi. Vì sao mình lại ly hôn, lý do ly hôn là mình có bé nào chưa? Em có em bé rồi, em có ba em bé gái rồi, thì hiện tại thì em đang nuôi một em bé. Thì thực ra chuyện ly hôn thì cũng... Em thì ở với ai chị? Dạ? Có hai bé ở với bố. Mình ly hôn sau một thời gian thì kiểu lúc đấy gia đình cũng kiểu mình cũng bị kiểu như là khủng hoảng quá ấy, xong cũng gia đình cũng đón về, xong rồi cho đi nước ngoài 3 năm, mình mới về nước được 1 năm. Mình đi nước ngoài là mình đi đâu? Em đi Nhật ạ. Rồi. Trong cái khoảng thời gian này thì mình có quen thêm ai không? Có, nhưng mà bên Nhật thì em về em cũng quen một... ở bên Nhật thì em cũng có yêu một người. Yêu trên mạng thôi, không gặp nhau bao giờ. Thì khi mà gần về nước, lúc đấy là thời điểm dịch thì mình cũng có chuẩn bị về nước, nhưng mà vì dịch không về được nên là anh đấy có quen một người khác và yêu người khác ấy. Đến lúc đó về thì mình cũng... anh lúc về nước thì họ cũng muốn quay lại, nhưng mà lúc thời điểm đó thì mình không muốn quay lại. Thì cũng có một bạn đến và yêu đến tháng đầu, đến Tết thì bắt đầu chia tay vì anh ấy có gia đình rồi ấy, mình chia tay. Rồi lý do vì sao mà mình ly hôn, mình chia sẻ lại cho chương trình này là mà ly hôn có vẻ là không êm đẹp lắm đúng không? Sau đấy thì ly hôn thì đổ lỗi thì bây giờ cũng chẳng biết đổ lỗi cho ai, nhưng mà như chính là do mình chồng mình ngoại tình ấy, thì ngoại tình rất là nhiều lần, và lần cuối cùng đó là cái lần mà ngủ với cả em dâu của mình ấy, thì vợ chồng mình chia tay. Uyên ơi, biên tập Uyên ơi, hơi khó nghe chị ạ. Hơi khó nghe ạ. Alo, có nghe chưa mọi người ơi? Rồi, ok ạ. Cho em hỏi xíu anh chị ha. Thường là ví dụ như ba mà như vậy rồi, thì ví dụ như thường mẹ là mẹ sẽ bắt con hết. Nhưng mà tại sao là em thấy chị bắt có một bạn thôi, còn hai bạn đó là hai bạn lớn hả? Cái mình chia tay ấy, thì là có em thấy ba là mới có mấy tháng rồi.
thì lúc đó mình cũng có ý định là đón hai bé về, tại vì bé lớn là chủ động muốn ở với bố, thì lúc đấy em đi và hỏi thì em bé không muốn ở với bố. Thì khi mà mình muốn đón em bé thứ hai về cùng ở ấy, thì là kiểu như là em bé đấy mới bắt đầu vào lớp 1 thì bố em bé có nói là bây giờ công việc của mình chưa ổn định thì để bố nuôi em bé, xong rồi bố nuôi em bé xong bao giờ mình có điều kiện thì mình sẽ đón em sau. Thì lúc đấy mọi người cũng khuyên mình là lên nuôi một bé thôi, thì lúc đấy mình lại về nhà cửa, lúc đấy mình cũng chưa có ấy, xong rồi con cái thì vẫn còn nhỏ, em bé quá nhỏ luôn. Thì là đó là lý do mà mình nuôi một bé là như vậy. Còn hiện tại thì sao rồi, chị về nước được bao lâu rồi? Mình về từ tháng 6 năm ngoái, hiện tại là về được một năm, tính ra là được một năm rồi. Thì là hiện tại là mình có nhà cửa này kia chưa, rồi dự định khi nào mình cướp bé về không hay là như thế nào? Đợt trước thì nhà cửa hiện tại thì mình cũng chưa có nhà cửa, mình vẫn đang đi thuê để làm spa thôi. Thì em bé thứ hai cũng muốn là về với mình ấy, thì lúc đó thì mình cũng nói chuyện với bố, thì bố bảo là cứ tòa theo tòa mà giải quyết, cũng có nghĩa là cũng chưa có ý định đưa để cho mình đón em bé thứ hai về ấy. Với cả bảo mình là bây giờ đang hai chị em đang ở như vậy mà mình lại tách em bé ra thì cậu ấy cho hai đứa ấy, nên là bảo mình là suy nghĩ lại. Rồi ok. Rồi khi mà chị mẫu người mà chị muốn sắp tới thì như thế nào? Và ví dụ như anh cũng trong hoàn cảnh với chị, ví dụ như cũng đã ly hôn cũng nên nuôi con thì là sao? Thực ra thì mình cũng rất là muốn tìm hiểu một người. Trước kia thì mình cũng không có suy nghĩ là sẽ đi bước nữa đâu. Nhưng mà kiểu nhiều người cũng bảo là mình ở vậy như vậy thì cũng không được, bởi vì là con cái sau này cũng trưởng thành, cũng đi lấy chồng ấy, thì cũng nên phải đi bước nữa để sau này cuộc sống vợ chồng nhờ nhau ấy. Tại vì thì bố mẹ thì cũng một ngày một già đi. Lúc đó mình mới về nước cũng tập trung vào làm ăn luôn, cũng chưa có ý định lấy chồng. Thì bây giờ công việc ổn ổn một chút rồi thì cũng muốn tìm hiểu một ai đó, thì phải là một người mong muốn của mình sẽ là một người thật sự là họ phải chín chắn một chút, phải có nghĩa là cũng cùng hoàn cảnh như mình ấy, thì họ có thể hiểu được và thông cảm cho mình. Cùng hoàn cảnh rồi là cũng đang nuôi bé luôn. Rồi không sao cả, vấn đề để đó đi, ảnh hưởng gì cả. Rồi về ngoại hình này kia thì sao chị cứ ngoại hình thì nói chung là cũng phải nhìn, cũng phải ưa nhìn một chút đi. Ưa nhìn là ưa nhìn như thế nào chị như cho em cái cụ thể đi, ví dụ như chị thích mẫu người như thế nào, chứ tụi em ưa nhìn với tụi em khác với ưa nhìn của chị, nên mình không có thể nào mà có gu nhất định cho em để em còn nhìn bằng mắt á thì em mới thấy được là cái anh đó mới phù hợp với chị, chứ mà nói chung chung quá thì tụi em đâu có tìm được đâu. Có nghĩa là nhìn lại như cũng phải cao to một chút, nhìn phải đứng đắn một chút chứ không, nói chung mình không thích những người tính trẻ con ấy, nhìn chững chạc đứng đắn một chút. Rồi còn chiều cao thì như nào hả chị? Chiều cao thì nói chung là cũng phải ngoài 1m7 trở ra. Trên 1m7. Quê quán thì có nhất thiết là mình phải ở gần, là ở cùng Hưng Yên không hay là thế nào? Quê quán thì nói chung là cái này thì cũng thì nếu mà phù hợp thì ở đâu cũng mình cũng có thể, mình cũng không thể lựa chọn được là người cùng quê hay là gì đó. Có nghĩa cái đấy. Cái này là em hỏi thật, ví dụ là bây giờ em ghét cho chị một anh ở tận trong miền Nam thì có ok không? Nếu mà được ở ngoài Bắc này thì tốt hơn ý. Rồi. Rồi ok chị, thì chương trình bọn em là đã nắm thông tin của mình rồi này. Thì hôm nay cũng chỉ là cái buổi casting đầu tiên thôi. Khi mà chương trình đã tìm được người phù hợp với mình rồi thì sẽ có một biên tập liên hệ với mình để làm nội dung cụ thể nha chị nha. Vâng. Rồi cảm ơn chị hôm nay tham gia casting của chương trình nha. Vâng, em cảm ơn các chị ạ.